chào mừng các bạn đã trở lại với nơi mình sống ở Vinhome Central Park. Thì ngày hôm nay sau khi mà 3-4 tháng rồi, đây là lần đầu tiên mà nơi mình sống quay trở lại với Vinhome Central Park. Thì không biết là các bạn đã xem những cái tập mà nơi mình sống quay ở Landmark 5 và Landmark 31 chưa? Nếu mà chưa thì mình có để link ngay trên đây để các bạn có thể tiện theo dõi luôn nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá một căn hộ khác ở một tòa nhà khác. Ở vì trong đây này là có tới 17 tòa lận để mà quay mà đang dần dần có khi là được cả nửa năm luôn đó mọi người. Nhưng mà đùa chứ, bởi vì thật sự trong này nó quá rộng luôn, nên là Miu cảm thấy là quay 2 tập thôi chưa có đủ. Nên là hôm nay mình sẽ đi khám phá nha. Hôm nay nè, mình cũng sẽ không đi dạo công viên ven sông, cũng không lên cà phê tầng 75 nữa, mà chúng ta sẽ đi khám phá nội khu chỉ dành riêng cho dân cư thôi, mà khách bên ngoài không có thể vào được. Như tập trước á, là Tâm có nhắc tới thì trong khu Vinhome Central Park là gồm có 3 khu vực, đó chính là The Central nè, The Park nè, tiếp tới đó là The Landmark. Thì The Landmark thì gồm có 6 tòa, từ tòa 1 tới tòa 6 và Landmark 81, trong đó còn có một tòa đặc biệt nữa đó, đó là Landmark Plus. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy được ở tại khu vực đây nè, có những cái tòa nhà rất là gần với lại Landmark 81. Thì Landmark 1, Landmark 2 và Landmark 3 là 3 tòa nhà nằm ngay tại vị trí trung tâm gần sát với lại bên Landmark 81 luôn. Và điểm đặc biệt đó là tòa Landmark 2 và Landmark 3 thì sử dụng chung một tầng hầm với lại Landmark 81 là dưới này nè. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển bằng một con đường tầng trệt dưới này, hoặc là thậm chí có thể đi bằng con đường hầm B2. B2 là chỗ mà chúng ta để xe á. Và điều mà khiến cho tòa nhà mà sắp tới mà Miu quay này nổi bật một điểm đó chính là nó ở vị trí thuận tiện hơn so với những tòa nhà khác, hay là thậm chí mình có thể dễ dàng đi qua bên công viên ven sông này, hay là thậm chí là đi tới trung tâm thương mại một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng luôn. Thì bây giờ qua bên tòa của Miu nha. Là tòa Landmark 2. Thì tòa Landmark 2 có 50 tầng, trong đó bao gồm các căn hộ từ 1 cho tới 3 phòng ngủ. Và các bạn có thể nhìn thấy được phía dưới này nè là có căn hộ nhà phố thương mại thông tầng. Thì những cái căn hộ này là để ở cũng được, hoặc là cho thuê, hoặc là kinh doanh thương mại vân vân. Ví dụ như phía sau lưng Miu là họ đang sử dụng để làm nhà thuốc. Thì trong đây cũng có các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi nè, cửa tiệm hàng mắt kính hay là những cái cửa hàng bán gì đó vân vân. Và còn một điều nữa đó chính là ở phía trên còn có căn hộ biệt thự cũng như là căn hộ sân vườn thông tầng nè, bên hao nè. Thì đây là khu vực hồ bơi nè mọi người. Thì nếu mà mọi người để ý thì hầu như các khu vực hồ bơi ở trong mỗi tòa nhà đều được xây dựng ở tầng trệt hết. Và chỉ có một hồ bơi đặc biệt ở trên cao, đó là của tòa nhà Landmark 81. Và có một điều nữa là hồ bơi này thì nếu mà muốn vào là người cư dân ở sống ở đây phải có thẻ cư dân hoặc là ấn dấu vân tay thì mới được vào. Và một điều nữa đó là hồ bơi này được chia ra làm hai khu, một khu dành cho trẻ em và một khu dành cho người lớn. Và khu người lớn mật độ nước sâu nhất cũng chỉ là 1m5 thôi, nói chung khá là an toàn. Và nhìn quanh thì mình cũng có thể thấy được khu vực này được che bởi cây xanh rất là nhiều, nên là tạo cho mình một cái cảm giác không khí rất là mát và cũng như là trong lành. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá những khu vực lân cận của tòa Landmark 2 đi ha. Hiện tại là Miu đang đứng trước sảnh của tòa Landmark 2. Thì các bạn cũng có thể thấy được ở dưới này nè, rất là nhiều tiện ích tập trung ở một khu luôn. Bên tay trái của Miu là ngân hàng, phía sau lưng là có hiệu thuốc tây nè, có quán cơm nè, có quán cà phê vân vân. Nói chung là tập trung đầy đủ hết. Và có một điểm mà Miu thích nhất ở của tòa nhà Landmark 2 đó là khi vừa bước xuống luôn đối diện phía sau lưng Miu đó là bệnh viện Vinmec, và sau lưng kia là trường học Vinschool. Nói chung là một khu quá đầy đủ để đáp ứng cho người cư dân ở đây luôn. Thì bây giờ Miu nghĩ là mình lên phòng đi ha, khám phá phòng căn hộ nào. Lên tới tầng của nhà Miu nè, thì tầng này á là 12B. Thì các bạn biết 12B là tầng số mấy không? Là tầng số 14 đó. Bởi vì á, có một số chủ thầu họ có quan niệm về phong thủy rằng là số 12 và 13 là con số không tốt.
Mà nói chung là cũng tùy giờ, bởi vì con Miu có đi một số tòa nhà thì vẫn có tầng 14. Cái này Miu cũng không có rõ nữa, nói chung là tùy vào mỗi chủ đầu tư. À, và điều có một điều nữa là trên mỗi tầng này thì có 13 căn hộ và bao gồm 12 thang máy với tốc độ cao, nên là Miu nghĩ là rất là dễ thuận tiện cho người dân có thể di chuyển, không có ngại về vấn đề là bị kẹt thang máy hay gì đó. Và một điều thích hơn nữa đó chính là căn hộ mà sắp tới Miu quay là nằm ngay sát bên cạnh thang máy luôn. Thì bây giờ mình đi vô ha. So với lại lên mặt 81 thì mấy bạn thích căn nào hơn? Với Miu họ thì Miu thích cả hai, bởi vì đều là cùng một phong cách, đó là tông màu trắng, là một cái màu mà Miu cực kỳ thích luôn, nên bước vào cảm giác mang cho mình đúng cái sở thích của mình là mê rồi. Và đây là cũng chính là cái khu vực nhà bếp mà các bạn có thể thấy được. Ở chỗ đây có một điều khác biệt so với những nhà bếp khác, đó chính là ở đây sử dụng một bộ bàn ghế trang trí chứ không phải là bàn ăn. Nhưng mà nhìn tổng thể thì rất là xinh xắn thôi, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, phù hợp với lại căn hộ cho 1-2 người ở. Còn bên tay trái của Miu là căn bếp luôn. Căn bếp thuộc thì thiết kế theo một phong cách tối giản, nhìn dễ thương, chỉ có hai tông màu basic đó là màu trắng, nhưng mà mang lại cho cái không gian cực kỳ kiểu thoáng luôn. Thì bên cạnh căn bếp đó chính là toilet, thì mình sẽ xem trong thử nha. Đây chính là toilet của căn hộ này. Và các bạn cũng có thể thấy được thì hầu như những cái toilet mà của những căn hộ hiện đại bây giờ không khác gì nhau mấy, đều có một cái bồn tắm đứng này, một bồn rửa mặt và một cái tấm gương hay là một cái lavabo. Nói chung là không có thiết kế gì khác nhau mấy. Chỉ có khác đó là với những khu căn hộ có diện tích lớn hơn thì trong phòng ngủ master thì có thêm bồn tắm nằm. Và có một điều nữa là đây là căn hộ một phòng ngủ khác với lại căn bên studio lên mặt 81. Thì căn hộ một phòng ngủ này với diện tích đó là 55m2. Thì nói về phòng ngủ thì ngay bên cạnh toilet là phòng ngủ của Miu nè. Thì mọi người vào đây, Miu chỉ cho xem phòng ngủ. Thì đây chính là phòng ngủ nè. Các bạn có thấy là trong phòng ngủ này là cũng được chủ nhà chọn theo, đó là một phong cách là tông màu trắng, chắc là cho để cùng bộ với lại căn nhà luôn. Thì phòng ngủ này vẫn có đầy đủ các như ví dụ như tủ đồ nè, bàn trang điểm hay là một cái giường. Và có một view rộng ở bên tay phải của Miu. Nhưng mà nói về view thì tí nữa mình ra phòng khách xong mình ra ban công mình nói hơn, bởi vì là ở khúc đó sẽ bắn xuống nhìn thấy rõ hơn. Thì trong phòng ngủ nè, có một đặc điểm á, là các bạn thấy ở ngoài kia sàn thì được lót bằng gạch, nhưng mà trong phòng ngủ lại lựa chọn đó là sàn gỗ. Thì với cá nhân của Miu nghĩ rằng á, khi mà lựa chọn sàn gỗ ở cái nơi mà mình ngủ nghỉ như này nè, thì mình sẽ cho mình cảm giác ấm cúng hơn, hay là một cái cảm giác nó dễ chịu vậy đó. Và trong căn phòng này cũng được trang trí bởi ba bức tranh, và đó là ba bức tranh về hoa. Thì như những tập trước Miu nói, hoa giúp cho không khí ấm cúng hơn, mang một màu sắc dịu dàng, thì cũng rất là phù hợp để trong phòng ngủ luôn. Thì bây giờ mình ra khám phá phòng khách ha. Đây là khu vực phòng khách này mọi người có thể nhìn thấy ở đây chị chủ nhà trang trí ở phòng khách là một cái ghế sofa mang đậm chất kiểu nhìn quý tộc luôn. Còn bên đây là một cái tivi màn hình cỡ rộng. Và có một điều hình như Miu để ý nha, là chủ nhà ở đây rất là nghệ thuật luôn, bởi vì xung quanh nhà được trang trí bằng rất là nhiều tranh, và ở trên đầu Miu là một cái đèn mang lại sự ấm cúng. Và tiếp theo đó là cái khu vực mà Miu rất là ưng ý mà nãy giờ Miu có nhắc tới, đó chính là khu vực ngoài ban công. Đây là khu vực mà Miu rất là tâm đắc luôn nè, chính là cái khu vực ban công này. Nếu mà để so với lại cái khu vực view mà bên lên mặt 81 thì khu căn bên này nhìn xịn hơn đúng không? Và các bạn có thể cũng nhìn thấy được nè, ngay trước mặt Miu đó chính là cầu Sài Gòn. Thì cầu Sài Gòn có thể nhìn thấy được hẳn qua bên cả khu quận 2 Thảo Điền luôn. Là đây là một không gian cực kỳ mở rộng luôn á. Và các bạn có thể nhìn thấy được tiếp theo đó chính là khu biệt thự. Và kế bên khu biệt thự đó chính là khu công viên ven sông Sài Gòn. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được là nó rất là rộng luôn á.
rộng hơn so với những gì mà bình thường là Miu đi dạo với khu đó. Và nhìn tiếp theo đó là mình có thể thấy được cây cầu nè, mọi người chụp hình. Và bên tay trái của Miu đó chính là khu vực hồ bơi. À, nói hồ bơi mới nhớ thì đây chính là hồ bơi của khu Landmark 81. Ở tập trước Miu quên nói mất thì hôm nay Miu nói cho mọi người luôn ha. Thì đây á chính là hồ bơi tràn với view cực kỳ xịn sò. Các bạn có thể vừa bơi vừa ngắm cảnh thành phố luôn. Và có một điểm nữa đó là cùng nằm trên tầng này nhưng cũng có một hồ bơi, đó chính là hồ bơi của phòng tập Cali. Thì nếu mà dành cho những ai tập ở khu vực đó thì có thể sử dụng hồ bơi đó luôn. Và có một quán cà phê mà mình hay đi, đó chính là cà phê Phúc Long, ngay ở dưới cái hồ bơi mà mình vừa mới giới thiệu cho mọi người nè. Thì Phúc Long bên này mình cảm thấy là view đẹp hơn so với những quán khác, bởi vì là view outside và cũng ở trên tầng cao, có thể khám phá được hết, nhìn bao rộng view luôn. Và ở phía dưới cùng đó chính là sân sảnh của Landmark 81, thì mình có thể nhìn thấy trọn bộ những cái gì nội khu ở trong khu vực này. Thì nhìn cái khung cảnh đó mà mọi người đi dạo nè, đi chụp hình nè, nhìn đi shopping nè, cộng thêm nữa cái thời tiết bữa nay Sài Gòn hơi se lạnh lạnh á, làm cho Miu cảm thấy là Tết như gần sắp đến rồi vậy á. Bình thường nha, vào những cái dịp bên này là Miu hay ra ngoài quận nhất để chụp hình, nhưng mà bữa nay là không cần phải đi đâu nữa, bởi vì trong này cũng có trang trí Noel nè, Tết nè, nói chung là vào những cái dịp lễ lớn thì trong này đều có trang trí hết trơn á. Thì lúc sáng á là Miu cũng có dẫn mọi người đi tham quan một vòng trong này rồi, nhưng mà vào buổi tối thì lúc mình lên đèn á nhìn nó sẽ khác hơn so với lúc sáng. Thì bây giờ tụi mình đi khám phá thử ha. Đang ở Uniqlo nè, thì các bạn cũng có thể thấy không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp và đông đúc luôn đúng không? Bởi vì vào những dịp cuối năm này cũng là thời điểm mà những hãng thời trang sale rất là nhiều luôn, nên các bạn tranh thủ đi mua đồ đi nha, để kịp sắm đồ Tết cho mình. Bạn ơi, lần đầu tiên Vincom mất điện luôn á, tin được không? Trải nghiệm lần đầu tiên với mình luôn á, Vincom mất điện rồi nè. Nói chung là cả kỷ niệm cũng hơi lạ, bởi vì lần đầu tiên coi như là hên, cái này gọi là hên rồi nha. Thì bây giờ á là mình sẽ thử vận may thử nha. Được có một lượt thôi à, không tin được. Thì nãy giờ đi dạo một vòng trung tâm thương mại, mọi người thấy là không khí tràn ngập Tết luôn rồi đúng không? Nhìn nào là cửa hàng quần áo sale nè, những cặp đôi gia đình cùng nhau đi mua sắm ăn uống, nói chung là cho mình cái cảm giác rất là nôn nao tới Tết luôn rồi á. Và đây cũng là một thời điểm chuẩn bị sắp bước qua năm mới. Tuy là năm cũ vừa rồi thì không có quá nhiều may mắn, bởi vì bị xảy ra quá nhiều sự kiện không được may cho lắm, nhưng mà Miu tin rằng rồi cuối cùng chúng ta vẫn sẽ có một cái Tết ấm no bên gia đình, người thân nè. Và nhân dịp năm mới, Miu xin cảm ơn tất cả các bạn, những ai đang theo dõi video clip này, các bạn mà đã theo dõi nơi mình sống từ hồi đầu đến bây giờ. Xin cảm ơn những lời khen chê, đó cũng chính là động lực cho tụi mình cho ra được những video tiếp theo chất lượng hơn nè. Nói chung là động lực để tụi mình có thể làm ra được nhiều và nhiều hơn nữa. Và đừng quên rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối thứ năm vào lúc 8 giờ hàng tuần. Và nhân dịp năm mới, Miu xin kính chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cũng như là may mắn, và lấy lại và thậm chí là còn hơn nữa những gì chúng ta đã mất ở năm cũ rồi nè. Và Happy New Year!